nghĩ sao vậy, cái tàu du lịch mấy triệu mà con á, tiền đâu mà con có mấy triệu. Bảy cứ yên tâm, con tính hết rồi. Tính sao? Con sẽ trả tiền thuyền du lịch, nhưng mà cái chuyện mà ăn uống chi phí đồng uống nước này nọ đó là bên gia đình chi trả. À, rồi vô trong đó bên du lịch trả tiền lại cho con cái tiền quê hồng, con lấy cái tiền đó con bù vô cái tiền ghe. Con là con lên lịch hết rồi, xuất phát được 15 phút là mình tham quan cái vườn mận. Làm giống như hồi đó giờ chưa thấy trái mận nè nè nè, khỏi ha. Thì mình qua cái cồn Kim Quy. Ồ, hồi đó giờ mày chưa đi cái cồn đó hả? Có gì đâu coi. Thôi thôi thôi, khỏi đi, đi thẳng đi, đừng ghé vô đó. Đâu có được, bây giờ mình đi lên trển là mình phải đi theo cái của người ta. Lâu lâu có dịp mình đi lên trên tàu phải không? À, rồi cái mình đi, mình cứ đi đi rồi gió nó thổi vô cái mình cầm cái quạt mình quạt vậy nè. Đó là nó mát rượi rồi mình đi nguyên một ngày từ sáng chiều tối mình về là được rồi. Rồi rồi rồi. Rồi không ghé đâu, rồi ăn uống làm sao? Đúng rồi. Đi ăn trên tàu. Đầy đủ. Nè, hai vợ chồng tôi chuẩn bị hết trơn rồi. Nhưng mà cái vấn đề là xăng dầu người ta chịu không có nổi, hiểu không? Chạy vòng vòng trên sông nước vậy đâu có chịu nổi, mình phải ghé vô. Trời ơi, cái chị mày mệt quá à. Thôi đi. Trời ơi, chưa rồi mà sao còn đứng nói chuyện nữa, trễ chơn. Xong hết rồi em, về đi 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 đi. Sao được, bây giờ họ đòi đi dọc dọc trên bờ sông thôi à? Họ chứ không có ghé đâu hết á, không ghé mấy cái chỗ du lịch độ này nọ thì làm sao đủ tiền mà trả tiền dầu rồi tiền thuê tàu nữa. Bảy yên tâm đi, để con tính cho. Lỡ rồi. Ờ. À. Ê, đợi con, đợi con. U cha, trời ơi sao mà nặng dữ vậy, bỏ gì trong đây vậy trời. Mọi người tránh ra, mọi người tránh ra. Mọi người tránh ra, lẹ 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 lẹ. Trời ơi trời ơi trời. Trời ơi, lẹ lẹ lẹ. Mọi người tránh ra. Mọi người tránh ra, mọi người tránh ra. Ủa sao mọi người đi đi trên tàu mà sao bằng về xe cút kích chứ xe lăn vậy, mà nói là 4-5 giờ chiều mới về, mới có 12 giờ hơn về rồi. Thôi thôi tôi lại luôn, tôi lại luôn. 4-5 giờ chiều mà về là chắc thân xác tôi là mỗi mảnh mỗi nơi. Về sớm đi trời ơi. Trời ơi trời. Tôi ngồi trên tàu mà tôi tưởng là tôi ngồi trên cái quạt máy của xe máy bay trực thăng. Ủa là sao là sao? Trời ơi thì đây nè, là tại vì gia đình này không à. Người ta kêu lên mấy cái điểm du lịch tham quan đi không có chịu, nghe không? Năn nỉ luôn á, năn nỉ ghé một điểm thôi. Vậy đó mà cô Thục Trinh này nè ha, mỗi lần kêu là cái bà lấy cái ghế bà ôm gì bà kêu xuống, bà không chịu xuống, giống như dính keo ở trển vậy đó. Còn chú Hải Hùng cũng vậy nè, kêu xuống đi không ha, lấy cái chân móc vô cái ghế này không chịu đi vậy đó. Mà cô có hỏi cô nè, bây giờ mình đi du lịch mà mình phải lên mấy cái điểm du lịch đó để người ta lấy hoa hồng, thấy không? Chủ tàu nó mới có hoa hồng, có phần trăm ở trong đó. Bây giờ không lên lấy hoa hồng đâu ra, rồi xăng dầu đâu mà chịu nổi, đúng không? Cô nói đúng mà. Đúng. Trời, bởi vậy á, cái thằng đó nó ghét quá, cái nó đem ra giữa sông luôn, nó thả trôi thả nổi ở ngoài đó, muốn trúng gió luôn vậy đó. Rồi chừng nào muốn về thì nó mới nổ máy chạy về. Là đem nguyên cái tàu ra thả trôi giữa sông. Dạ. Đúng rồi. Vậy bảy nghĩ đi, ở trên sông là bảy hiểu cái gì nữa. Ờ. Tha là tàu chạy, còn cái này dừng một chỗ tên này say sóng gần chết, nhất là một những lúc nha, chiếc tàu bự á mà nó chạy ngang một cái là ruột gan của tôi ở trong này nè, mận nè, cháo nè, ổi. Đợi tôi ngồi dậy để tôi nói chuyện á. Rồi sẵn xe đâu bà leo lên bà ngồi vậy? Xe của cái bà Sáu mà bị tai biến nè. Trời đất ơi, rồi mới mượn Linh Đa mới mượn mà đẩy tôi về tôi. Nè tôi nói rồi, lúc mà ở trên tàu á mà nó lắc lư á. À. Tôi có giơ tay tôi phát biểu. Đúng rồi. Tôi nói là Tài Công ơi, và chỉnh cái chế độ không có rung lắc được không? Nó nói là không có cái chế độ đó. Ừ. Nên là cứ lắc luôn lắc. Mà ói mà mật xanh đồ ra luôn mà nó cũng không có hết lắc. Mày đúng rồi. Bây giờ mà thả trôi xong vậy á thì sóng lên nó dập dồn dập dìu dập dìu vậy nè. Thì đúng bị lắc rồi. Là phải rồi, làm gì mà có chế độ mà không lắc cái lắc. Đúng rồi. Ủa khoan cho tôi hỏi nè, hai người thì sai sóng mệt xỉu lên xỉu xuống, mà còn Linda chính nghĩa nè, sao tự tỉnh bơ vậy? Trước khi lên tàu cô đã nhét một cái dĩ thuốc say sóng vô cho Linda uống rồi. Ồ. Cho nên làm gì say được, đúng không? Tự nói anh chính nghĩa tuyệt là kỹ lưỡng. Trời ơi, đồ ác độc. Trời ơi, chơi dơ mà không nói trước à.
Ủa cái gì vậy trời, thiệt á. Đó đúng rồi. Em á là em nghĩ là bây giờ em phải cần làm những cái chuyện mà em nên làm. Còn khoảng mấy tuần nữa là em về bển rồi, nên em quyết định á là bảo lãnh anh hai với chính Nghĩa đi qua bên em du lịch một chuyến. Có anh hai được đi du lịch nước ngoài nữa hả? Trời, phải có chứ. Anh hai phải đi theo anh chính Nghĩa, lỡ anh đi lạc làm sao? Đó qua bển đi em lo hết. Đúng rồi á. Đâu không vậy vậy? Nghe nè. Hả? Sao tự nhiên không phải là tôi mà đằng chính Nghĩa, tôi là chị dâu mà. Trời ơi, nó đâu có giấy tờ gì nằm trong cái hộ khẩu này đâu. Biết rồi. Em. Dạ. Thí dụ như mình đổi người được không? Anh không đi với anh Chính Nghĩa mà anh đi với vợ anh được không? Cho nó ở nhà đi. Nếu mà mình đi một lượt hai người như vậy á, đi qua bển á là người ta sẽ nghi ngờ. Người ta nghĩ là mình sẽ đi trốn luôn rồi bỏ nhà đây ai coi. Đúng không? Cái thứ hai là để cho anh hai đi qua bển biết nước biết cái đi, mốt dẫn chị hai qua để mà dẫn chị hai đi chơi. Thôi anh quyết định luôn là kỳ này là anh buộc bụng anh đi với anh Chính Nghĩa đi. Dạ. Đó là lần sau là anh đi chung với lại chị hai bay. Dạ. Lần sau trời ơi, biết lần sau tôi còn sống không? Nó buộc bụng cái kiểu này cứ on en kiểu này đi ha, rồi xong cái không đi được hết là chỉ có mình tôi rồi. À, mày nói kỳ cục mày. Không, đi là chắc là em sẽ qua bển là em sẽ lo hết nè, vé máy bay nè, chỗ ăn chỗ ở này kia là em lo hết. Nhưng mà cái vấn đề em lo nhất là cái gì biết không? Cái visa. Bây giờ mà cái visa mình không có là mình không đi được đó. Ủa visa là gì? Bởi vậy mày không có đi nước ngoài, mày không có biết gì hết trơn. Tao mặc dù tao chưa đi lần nào luôn, nhưng mà tao biết là cái visa là cái người ta đóng một cái kịch vô nè, là người ta chấp nhận mày vô nước người ta là mày mới được vô. Nó như còn, cái vé thông hành đó. Còn mày không có được có cái đó visa là mày không được vô. Nè, không có đơn giản đâu nha. Có cái visa xong rồi á còn phải phỏng vấn. Thì phỏng vấn mới có cái visa. Phỏng vấn đậu mới được cái visa đó. Việt kiều người ta nói là nè, nghe đi. Nhưng mà bây giờ cái quan trọng là mình phải tìm được một người rành về cái dịch vụ mà cái phỏng vấn đó. Để cái visa mình dễ đậu. Còn ai vào đây nữa? Tôi là người rành nhất cái xóm bến đò này. Ai vậy? Con Diễm Kiều mập chứ ai. Trời ơi.